Xin chào, mình là Thu Hải, mình là chuyên viên pháp lý của công ty Doico. Thì chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách soạn hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên nha. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thì Doico chuyên làm về dịch vụ kế toán, thành lập công ty, đăng ký độc quyền thương hiệu và các loại giấy phép con. Nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin về công ty mình thì vào trong web doico.com để biết thêm thông tin nha. Thì video trước mình đã chia sẻ cho các bạn về cách soạn hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rồi. Video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách soạn hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên nha. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm 3 loại. Thứ nhất, biên bản họp. Thứ hai, quyết định. Thứ ba, thông báo về thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách soạn hồ sơ trên máy tính nha. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn biên bản họp của công ty trước nha. Thì công ty của mình là chuyên làm hồ sơ ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn theo mẫu của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhưng mà các tỉnh khác thì mẫu cũng tương tự như của thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì ở biên bản họp đầu tiên chúng ta sẽ ghi là tên của công ty. Thì ở đây mình ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Doico. Thì tên công ty này cũng là công ty của mình luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi là hôm nay vào lúc 9 giờ ngày, thì chúng ta sẽ ghi ngày mà chúng ta nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư nha. Tại trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Doico, địa chỉ là 118 đường B, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa chỉ của công ty mình luôn nha. Tiếp theo là chủ tịch hội đồng thành viên, thì mình sẽ ví dụ là anh Nguyễn Văn A ha. Chủ tịch hội đồng thành viên và góp vốn là mình sẽ để là 200 triệu nha. Và chiếm tỷ lệ là 50% ha. Người thứ hai là mình sẽ để là anh Nguyễn Văn B. Góp vốn là mình cũng để là 200 triệu luôn ha. Chiếm tỷ lệ cũng 50%. Thứ ba là thư ký thì mình để là anh Nguyễn Văn B làm thư ký nha. Tiếp theo là chủ tọa thì mình sẽ ghi để là anh Nguyễn Văn A. Tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tiến hành họp hội đồng thành viên ha. Tiếp theo mình sẽ ghi là bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thì ở đây mình ví dụ là 8 ngành ha. Thì ở đây mình sẽ hình thức là mình sẽ ghi là bổ sung nha. Tiếp theo là bỏ ngành nghề kinh doanh. Nếu công ty của mình không có bỏ ngành nào hết á, thì mình để trống như thế này ha. Thứ ba là sửa đổi chi tiết. Thì công ty mình cũng không có sửa đổi chi tiết ngành nào hết á, thì chúng ta sẽ để trống như thế này luôn nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghi là hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty ha. Biểu quyết là chúng ta sẽ ghi là 2-2 ha. Do là công ty 2 thành viên cho nên là mỗi người mỗi phiếu ha. Số phiếu không tán thành là mình ghi không ha. Không có ý kiến cũng là không luôn ha. Tiếp theo là giao cho người đại diện pháp luật làm các thủ tục ha. Thì mình sẽ ghi là anh Nguyễn Văn A. Tiếp theo là ký tên ha. Thư ký là Nguyễn Văn B. Thì như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn biên bản họp của công ty rồi nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn quyết định của công ty luôn nha. Thì ở đây mình sẽ ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Doico. Tiếp theo mình sẽ ghi là căn cứ điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Doico.
đã được các thành viên thông qua ngày thì mình ví dụ là ngày 03 dạng 0 dạng 11 dạng 2021. Căn cứ biên bản họp của hội đồng thành viên thông qua ngày thì đây chúng ta sẽ ghi ngày mà chúng ta nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư nha, về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty nha. Điều 1 là chúng ta sẽ ghi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thì ở quyết định mình cũng ghi giống như ở biên bản họp ha. Thì ở đây mình cũng ghi sẵn là các ngành nghề thay đổi rồi nha. Tiếp theo mình sẽ ghi là ông Nguyễn Văn A sẽ chịu trách nhiệm pháp lý ha. Ký tên là chủ tịch hội đồng thành viên là anh Nguyễn Văn A. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn quyết định của công ty rồi nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách soạn thông báo của công ty ha. Thì ở đây thông báo thì chúng ta cũng ghi là công tên của công ty nha. Thì mình cũng ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko. Tiếp theo là mình ghi là kính gửi phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà ở các tỉnh khác thì chúng ta sẽ ghi là kính gửi phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương chẳng hạn. Tiếp theo mình sẽ ghi tên của công ty ha, thì mình ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko. Mã số thuế là mình ví dụ từ 1 đến 8 nha. Ngày cấp thì mình sẽ ghi ngày 10 tháng 10 2014 ha. Nơi cấp là mình ghi sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nha. Nếu như mà công ty của mình cấp ở các tỉnh khác thì mình ghi là sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương ha. Tiếp theo xuống đây là mình sẽ ghi là bổ sung ngành nghề kinh doanh, thì nó cũng giống y như biên bản họp hoặc là quyết định, mình ghi giống y như vậy nha. Ở đây mình cũng ví dụ sẵn như vậy rồi nè. Tiếp theo mình sẽ ký tên thôi ha, là người đại diện pháp luật là anh Nguyễn Văn A. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn thay đổi ngành nghề của công ty hai thành viên trở lên rồi ha. Hải vừa chia sẻ cho các bạn cách soạn hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh là làm như thế nào rồi nha. Và Hải có để link biểu mẫu bên dưới, các bạn nhấn vào để biết thêm thông tin nha. Nếu bạn không làm được hay là gặp trục trặc gì thì có thể comment bên dưới hoặc là kết nối với Hải qua số điện thoại trên màn hình nha. Hy vọng video này của mình sẽ giúp ích cho các bạn khi làm hồ sơ nha. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy subscribe kênh pháp lý Dohiko để Hải ra các video về thủ tục pháp lý đều đặn hơn nha. Và cũng như đừng bỏ lỡ các video hàng ngày của Dohiko nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để Dohiko ra các video hữu ích hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.